Được bạn thân tổ chức sinh nhật đầy bất ngờ, cô gái hạnh phúc nhìn chiếc bánh trước mặt trong hoang mang vì quá giống thật và cái kết cười té ghế. Cả năm mới có một ngày và không gì hạnh phúc hơn khi được hội bạn thân thiết gây bất ngờ bằng một chiếc bánh sinh nhật đáng yêu trong ngày đặc biệt của mình. Tuy nhiên, cô gái trong đoạn clip dưới đây lại gây lú cực mạnh với hành động không tưởng và cái kết bất ngờ chưa bao giờ. Với hành động 3 phần ngạc nhiên, 7 phần bất lực của mình, cô gái khiến người xem lẫn hội bạn cười té ghế. Bảo sao lại hoang mang khi chiếc bánh này là đỉnh thế, trông như giày thật mà hóa ra lại không phải giày giả như cô nghĩ. Khán giả của 8TV nghĩ sao về tình huống tấu hề đỉnh cao này của chú Thớt? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ 8TV để cập nhật những tin tức hot nhất mỗi ngày nha.